À, chào các bạn, mình là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình có trung tâm vườn ươm doanh nhân Bitrini. Và cái trung tâm của mình thì hiện tại cũng được là 8 năm rồi. Và mình chuyên chia sẻ những cái kinh nghiệm giúp cho các bạn ra sở hữu, làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Và cho tới nay thì rất là nhiều bạn đã ra cái thành công. Vừa rồi mình cũng ra được cái quyển sách Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ Nam Xô. Cái quyển sách này nó cũng có phiên bản tiếng Anh rồi, là bán trên Amazon luôn rồi. Ở Việt Nam thì các bạn có thể lên Tiki để các bạn mua, hoặc các bạn inbox cho mình thì sách sẽ được gửi về tới nhà trên mọi miền đất nước. Trên thế giới thì các bạn lên Amazon để các bạn tìm, cái tên tiếng Anh của nó là Beyond The Way. Hôm nay mình không có cái phiên bản tiếng Anh ở đây, hôm sau thì mình sẽ để cái phiên bản tiếng Anh cho các bạn thấy. Thì một cái dịp hôm nay rất là tuyệt vời, các bạn gặp được một cái bạn trẻ rất là năng động, đó là bạn Vũ Đức Trình. Bạn là giám đốc của công ty xe đẩy hàng. Cái xe đẩy hàng, cái đây là một trong những cái mẫu nhỏ nhất của bạn. Các bạn không? Chúng ta bung ra đó, nó có cái bánh, rồi cái xe chúng ta kéo dài ra. Và cái xe đẩy hàng của bạn trong thời gian qua bán rất là đắt, và nó tạo ra một cái hiện tượng doanh số cực kỳ tốt. Cái này là một cái mẫu thôi, các bạn sẽ vào cái trang markiwi.vn thì các bạn sẽ thấy ra được nhiều hơn. Đó là một cái mẫu để quay này thôi. Thì bạn Vũ Đức Trình có thể cho các bạn biết là trước kia bạn làm cái gì, và bạn bắt đầu ra khởi nghiệp từ khi nào, và tại sao bạn lại ra khởi nghiệp. Dạ, cảm ơn thầy Duy và chào các bạn. Mình là Vũ Đức Trình, là người sáng lập lên thương hiệu xe đẩy hàng Maskiwi. Hôm nay là một dịp rất vui được ngồi đây để chia sẻ với thầy Duy, và mình có đôi lời muốn giới thiệu. Thực ra trước đây thì mình là một người đi làm công, và mình làm rất là siêng năng. Mình đã từng làm cho rất là nhiều công ty khác nhau, và cái công ty cuối cùng mình nghỉ đó là công ty của người Hàn Quốc có tên là cái gì Unavina gì đó. Khi mình làm thì mình cứ cảm thấy như này, mình làm rất là siêng năng, rất là nỗ lực, nhưng làm mãi chẳng có tiền đâu hết. Thì từ cái động lực mà mình muốn có nhiều tiền hơn, mình muốn có tiền để giúp đỡ người khác, thì mình tìm mọi cái thông tin làm sao để mình có được, để làm sao để mình học hỏi được cái phương thức, phương cách để kiếm được nhiều tiền hơn. Thì tình cờ mình tìm trên mạng á, mình thấy được một cái chương trình là vườn ươm doanh nhân. Mình mới tìm sâu vào tìm hiểu thì mình thấy rất là thú vị. Sau đó nó dẫn dắt mình tới những cái video clip này. Mình xem thấy một cái điều rất là thú vị, đó là cái người diễn giả và cái người đào tạo lại nói lắp. Chính những cái thông điệp nói lắp đấy làm cho mình cảm thấy có cái gì đó tò mò, và mình xem nhiều video clip hơn. Mình mọ ra rất là nhiều vấn đề. Có một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy thay đổi và xúc động, và quyết tâm tìm đến cái lớp học của Bitraining, là của thầy Duy á. Thì khi đến lớp học thì lúc đầu mình cũng chưa ấn tượng lắm đâu. Thầy cái cách thì Duy chia sẻ là nói lắp, rồi nói một cái giọng mình thấy nghe giọng, lúc đầu mình không ấn tượng về giọng Việt Nam. Nhưng mà khi mà càng học, càng chia sẻ thì mình ngộ ra rằng cái mình cần đó là cái kiến thức để mình kiếm tiền, để mình làm giàu. Và cứ như thế, mình càng học, mình càng kiên trì, càng nhẫn nại. Và càng học thì mình càng ngộ ra được những cái vấn đề là kiến thức nó là vô hạn. Và để làm giàu, để làm bất cứ điều gì mình muốn giỏi thì mình đều phải đi học. Khi học được, càng học sâu bên trong thì mình mới ngộ ra một cái điều rằng nếu muốn làm giàu thì bắt buộc mình phải ra kinh doanh thôi. Mình phải tự thân mình phấn đấu, tự thân mình phải vươn lên. Và khi học đến cái chương trình là tạo ra thương hiệu cho riêng mình, xây dựng một cái doanh nghiệp cho riêng mình, và mình đã quyết tâm mình bung ra mình làm. Cái sản phẩm mình chọn đó chính là cái xe đẩy hàng, và mình lấy thương hiệu cho nó là xe đẩy hàng Maskiwi. Là mình có cái cơ hội mình tiếp xúc với cái sản phẩm xe đẩy hàng từ rất lâu rồi, trên 10 năm rồi. Nhưng mà thực ra thì mình cũng không nghĩ là mình có thể mang nó ra để kinh doanh. Từ khi mình học xong tất cả những chương trình của thầy Duy ra là học về cách làm thương hiệu ra sao, phương pháp để làm sao để mình bán hàng ra ngoài, cái cách để mình tìm kiếm khách hàng, cái cách để mình xây dựng cái mối quan hệ. Và từ đó trở đi, con người mình đã thay đổi từ từ. Thay đổi chính là từ những cái bài học từ người khác mang lại cho mình, từ những người thầy, từ những người bạn. Và cái quan trọng nhất đó là mình thay đổi từ bên trong, thay đổi cái tư duy của mình, luôn luôn suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tốt về người khác.
thì khi đó những cái giá trị nó sẽ đến đến với mình mỗi ngày hơn. Và thực ra càng học thì mình càng cảm thấy trong 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 con người mình nó thay đổi rất là nhiều. Cái mình thay đổi lớn nhất đó là phải biết biết ơn người khác, biết cảm ơn, biết trân trọng những cái giá trị cuộc sống này nó mang cho mình, và nó làm cho mình thay đổi theo một cái hướng tích cực, sống tích cực hơn. Và cái mục đích của mình là làm sao tạo được giá trị để giúp đỡ chính mình, giúp đỡ người khác và giúp đỡ nhiều người hơn. Và thực sự thì hôm nay mình được tiếp xúc với cái quyển sách Vượt Biển Lớn đó, mình thấy nó rất là tuyệt vời. Khi mình đọc vào thì mình thấy nó mở mang ra trong đầu mình đến nhiều thứ lắm, những cái mà mình đã từng trải nghiệm và những cái mà mình cảm thấy là nó rất đúng với bản thân mình và rất rất là nhiều người khác nữa. Cuộc sống này, cái kinh nghiệm nó đến từ chính cái sự trải nghiệm, chứ nó không đến từ một cái bài học nào mà từ đột nhiên trên trời nó rơi xuống cho mình cả. Và đến ngày hôm nay thì cái doanh số của Max Kiwi, cái sản phẩm của Max Kiwi đang lan tỏa dần dần, và người tiêu dùng đang từng bước quen với cái sản phẩm xe đầy hàng của Max Kiwi. Và cái hàng của bạn thì hiện tại đã bán ra tới đâu rồi, khách hàng ra tới đâu rồi ở đất nước Việt Nam? Dạ, thì cái sản phẩm của bên em lúc đầu là chỉ lan tỏa ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng hiện tại bây giờ đã lan ra tới Đà Nẵng, tới Hà Nội và Hải Phòng. Gần đây nhất là mình có chuyển một cái đợt hàng xuống tới Bắc Cạn. Bắc Cạn này là một cái người đại lý thôi, nhưng mà người ta quan tâm cái sản phẩm của mình và người ta bán khá tốt. Và ngoài ra thì khu vực miền Tây mình bán khá là nhiều ở dưới An Giang và Cần Thơ. Nếu mà một người mà muốn ra mà làm đại lý cho bạn, họ muốn lấy hàng của bạn thì họ phải bắt đầu từ đâu? Nếu mà một người mà muốn tới để hợp tác kinh doanh cùng với Max Kiwi á, thì đầu tiên các bạn chỉ cần tới và nói chuyện với mình, và mình sẽ ngồi nói chuyện với bạn giữa trực tiếp như thế này này. Mình sẽ hỏi xem là bạn mong muốn cái điều gì, bạn có thực sự đã muốn ra kinh doanh hay chưa, và những cái các bạn cần nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ làm theo những cách mình hướng dẫn và từng bước các bạn đi lên các bạn kinh doanh, chứ mình không yêu cầu các bạn phải cần quá nhiều vốn hay là quá nhiều kiến thức. Tại vì mọi kiến thức mình học từ phía thầy Duy và phía B-Training ấy, ra kinh doanh các bạn càng đơn giản càng tốt, tất cả mọi thứ đều có phương pháp. Một bạn mà ở Lào Cai và bạn xem cái chương trình này, và nếu mà bạn muốn mở một đại lý ở Lào Cai thì bạn hướng dẫn họ cái cách nào, và chẳng lẽ họ chạy về Sài Gòn này à? Và cái cách làm sao để họ có thể mở được đại lý ở Lào Cai, bạn có thể hướng dẫn như vậy để cho bạn biết được không? Dạ, nếu mà trường hợp bạn ở Lào Cai thì đầu tiên là bạn phải tới gặp mình để nói chuyện trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho bạn từng cách một. Ở Lào Cai thì bên mình hiện tại cũng đã có xe để chuyển hàng đến tới Lào Cai, và cái mặt bằng các bạn bố trí thì không cần quá lớn. Nếu không có mặt bằng cũng không sao cả, các bạn chỉ cần phải có cái công cụ. Và bây giờ thì cuộc sống bây giờ cái công cụ nó rất là tiện lợi, ví dụ như Google này, một trang web này, trang Facebook này, cứ thế các bạn chia sẻ, các bạn tìm hiểu. Trong trường hợp khi các bạn thấy thị trường có khách nhiều thì lúc đó các bạn chỉ cần lấy hàng của mình, alo cho mình và mình chuyển hàng tới cho bạn, bạn giao cho khách, thế là bạn có doanh thu. Và theo thời gian, nếu các bạn kinh doanh tốt, cảm thấy thị trường tốt, các bạn có thể mở một mặt bằng nhỏ nhỏ và trưng bày sản phẩm ở đấy để khách hàng tới họ xem trực tiếp. Khi đó cái niềm tin bạn mang cho khách hàng nó sẽ tăng hơn nữa, và cái khả năng các bạn để lan tỏa thị trường khu vực Lào Cai của bạn nó sẽ rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Một bạn mà ở nước ngoài mà họ nhìn thấy cái đoạn video này và họ muốn mua cái sản phẩm của bạn, họ muốn mua về họ vào dùng, hoặc là muốn kinh doanh ở ngoài, thì họ phải làm sao? Thì cũng có như cái câu hỏi của thầy Duy rất là hay, tại vì em đã gặp cái trường hợp như thế rồi. Một cái bạn ở nước ngoài, bạn ấy tên là Nothat ở bên Campuchia, bạn ấy tình cờ qua Việt Nam và đi tham quan một cái hội chợ bên mình tổ chức bên Phú Mỹ Hưng, và bạn ấy thấy sản phẩm rất là hay, bạn ấy đã mua về và bạn hỏi mình là liệu có mang về nước họ được không. Thì mình nói rất đơn giản, nếu mua nhỏ lẻ một hai cái bạn có thể mang tới sân bay, còn nếu số lượng nhiều hơn thì các bạn có thể đi bằng tàu biển, tàu thủy. Còn trường hợp thì cũng gần đây nhất, cách đây hình như là khoảng hơn 2 tuần, bạn có liên hệ lại cho mình và bạn muốn lấy cái số lượng sản phẩm của mình để kinh doanh với nước của bạn. Là bạn có đặt mình một cuộc hẹn là tới nhà xưởng tham quan trực tiếp. Mình sẽ dẫn bạn xuống nhà xưởng ở dưới Bình Dương để tham quan nhà xưởng. Sau đó tất cả những quy trình thì bên mình hướng dẫn cho bạn. Bạn đã có doanh nghiệp, bạn muốn nhập khẩu về hàng hóa của bạn thì bạn đã có cái cách để bạn đưa hàng về quốc gia của bạn. Và bên này mình chỉ cần làm cái thủ tục làm sao để bạn nó hợp pháp với sản phẩm của mình và đưa hàng nó tới bến cảng cho bạn và hợp thức hóa để cho các bạn có thể xuất khẩu đi sang quốc gia của bạn. Rất là tuyệt vời. Với cái kinh nghiệm đã khởi nghiệp được hơn 2 năm, đúng không? 2 năm.
À, vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là hồi kia bạn cứ khởi nghiệp á, bạn cứ cần có nhiều tiền, có nhiều vốn mà bạn kể cái câu chuyện khởi nghiệp của bạn nó như thế nào? À, bởi vì rất là nhiều bạn trẻ cứ nghĩ rằng là ra khởi nghiệp cần phải có nhiều tiền hoặc là đang cần phải có vốn. Dạ cảm ơn câu hỏi của thầy Duy. Thì mình mới nhớ lại, thầy Duy nhắc thì mình mới nhớ lại cái thời kỳ trước đây, tức là cái thời gian trước khi mình ra khởi nghiệp. Trong đầu mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ ra làm chủ một doanh nghiệp riêng như mình cả, tại vì mình cứ nghĩ trong đầu là ra làm chủ thì phải có nhiều tiền, phải có vốn, có mặt bằng và phải có gia đình, mọi người đó hỗ trợ, người thân hỗ trợ. Nhưng mà khi mà tiếp xúc xong cái chương trình học của thầy Duy á thì mình mới ngộ ra rất là nhiều vấn đề. Ra kinh doanh các bạn không nhất thiết phải có nhiều vốn, nhiều vốn các bạn kinh doanh theo kiểu nhiều vốn, chúng ta ít vốn chúng ta kinh doanh theo kiểu ít vốn. Lúc đầu thì trong 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 tay mình dường như là mình có chỉ vài chục triệu thôi, tại vì làm đến đâu không có dư, có vài chục triệu trong tay. Thì mình học cái chương trình là kinh doanh khởi nghiệp ít vốn, mình đã tìm hiểu làm sao ít vốn làm sao để kinh doanh được. Thì mình nghiên cứu là chỉ cần có sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm một cách nào. Cuộc sống cho chúng ta rất là nhiều cái công cụ miễn phí để chúng ta sử dụng như Facebook này, trên các diễn đàn chúng ta chia sẻ này, và mình cũng đi tìm những cái sản phẩm rất là đơn giản. Ví dụ như lúc đầu là mình bán những cái chả giò thức ăn, những cái công cụ tập thể dục thể thao tại mình thích thể thao. Sau đó mình đăng trên trang cá nhân Facebook của mình đăng lên như thế và mình tương tác với mọi người, thì tự dưng có những các bạn hỏi thăm mình, anh bán như thế nào, anh bán ở đâu và anh bán bao nhiêu tiền, và mình bắt đầu mình tương tác với họ. Mình thấy rất là hiệu quả, chỉ một cái trang Facebook cá nhân bình thường thôi mà lại bán được hàng, và từ xưa đến giờ mình chưa ngộ ra. Bắt đầu mình cũng trả lời lại, và các bạn đặt hàng, các bạn mua mình thì mình đi tìm cái nguồn hàng mình bán lại cho các bạn, nhưng lợi nhuận nó rất là thấp. Và cứ như thế mình thấy kinh doanh nó không phải là khó, không nhất thiết là phải có tiền mới kinh doanh được. Và thêm một cái điều rất là tuyệt vời mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là một cái động lực mình ra mình kinh doanh, mình mở công ty riêng của mình. Chi phí mở công ty lúc đầu nó cũng không phải là quá tốn, vài chục triệu, mình kinh doanh nhỏ lẻ, mình cứ đi gặp khách hàng. Cái điều rất là quan trọng để có tiền đó là cái kỹ năng các bạn phải biết giao tiếp, và các bạn đi làm sao bạn thuyết phục được khách hàng mua hàng của mình, khi đó là các bạn đã có tiền này. Và để phát triển mạnh hơn nữa thì lúc đấy mình học nhiều hơn nữa, học sâu vào trong và mình mới ngộ ra rằng phải làm thôi, phải quyết tâm ra kinh doanh riêng. Nếu mà bây giờ có một bạn trẻ sau khi nghe đoạn video này, bạn đang là ngồi làm việc ở văn phòng, đi làm công 4 năm rồi, lương chán lắm rồi, bây giờ muốn bứt ra mà không biết bứt làm sao, luôn nói là cần phải có tiền, cần phải có kinh nghiệm, cần phải có vốn, và sợ và hồi hộp, ngồi làm thì chán mà ra kinh doanh thì lại sợ. Vậy thì với kinh nghiệm đã ra được 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi, và hiện tại công ty đang tiến trình rất là tốt. Vậy thì bây giờ bạn, nếu mà có một lời khuyên, bạn khuyên cho những cái bạn nó như vậy thì bạn khuyên cái gì? Nếu mình gặp những trường hợp như thế, các bạn đi làm công thì các bạn cảm thấy chán nản, và các bạn ra kinh doanh các bạn cảm thấy sợ, đó là cái nỗi sợ, chỉ một từ đấy, từ sợ nó luôn luôn tiềm ẩn trong đầu của các bạn đấy. Thì các bạn cứ tìm đến với mình sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái kiến thức mình có được để hướng dẫn các bạn ra kinh doanh, và các bạn hoàn toàn không sợ, và các bạn sẽ có một cái động lực để các bạn phấn đấu và phát triển hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ vừa rồi các bạn có nghe chia sẻ của bạn Vũ Đức Trình, các bạn thấy cái hành trình của bạn không ạ? Cũng là một người đi làm công. Bạn ra khởi nghiệp lúc bạn mấy tuổi? Em ra khởi nghiệp lúc em khoảng 30 tuổi. Bây giờ là bạn bao nhiêu tuổi? Giờ là 33 tuổi. 33 tuổi các bạn đâu? 30 tuổi rồi mới bứt phá ra khởi nghiệp, tức là bạn có một quy trình làm công cả gần chục năm hơn. Và thế là bắt đầu bạn mới ra khởi nghiệp. Thì ai cũng giống, rất nhiều người cũng đang ở cái độ tuổi này muốn ra khởi nghiệp thì không biết làm sao. Và các bạn thấy không ạ, bạn đã khởi nghiệp cũng không có phải là có nhiều tiền, và bạn liên tục là bạn nói cái từ học, chúng ta rất cần cái kiến thức. Sản phẩm thì các bạn thấy không ạ, lúc đầu thì bạn thấy không, bạn kinh doanh từ những cái sản phẩm là dụng cụ thể dục thể thao, kinh doanh rất là nhiều thứ, cho tới cuối cùng thì bây giờ mới đáp lại cái chỗ là xe đẩy hàng Mắc Kiwi. Vậy thì các bạn thấy không ạ, nó phải có một cái quá trình, chừng cuối cùng là chúng ta mới chọn được một cái sản phẩm tuyệt vời. Vậy thì để theo dõi những đoạn video tiếp theo, mình sẽ có rất là nhiều đoạn video để chia sẻ, bạn Trình cũng sẽ có rất nhiều đoạn video chia sẻ. Thì không còn cách gì khác,
các bạn lên YouTube, các bạn search Be Training Vườn Ươm Doanh Nhân, hoặc các bạn search Nguyễn Thái Duy để các bạn đăng ký vào cái kênh video của mình. Hoặc các bạn lên Google hoặc là YouTube, các bạn search xe đẩy hàng Makiwi, các bạn đăng ký vào, thì để mỗi khi mà mình chia sẻ những cái gì mới là các bạn sẽ có và các bạn sẽ biết liền. Cuộc sống là chúng ta kết nối và chúng ta học tập mà. Các bạn sẽ ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam, cũng có thể là các bạn ở đâu đó trên thế giới này, chúng ta cùng nói cùng cái ngôn ngữ Việt, thì rõ ràng là chúng ta có thể kết nối nhau, và thông qua cái kênh YouTube này chúng ta biết về nhau. Nhớ đăng ký nhé. Các bạn xem, các bạn nhớ đăng cái nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn các bạn. Cuộc đời là của các bạn có quyền lựa chọn làm công hay ra làm riêng hay làm chủ. Cảm ơn bài chia sẻ của thầy Duy.